mọi người. Tôi là Rakhi. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu email marketing là gì trong video này, cùng với đó là những kỹ năng và chứng chỉ cần có nếu bạn muốn làm việc trong lĩnh vực này. Hãy bắt đầu với video. Tiếp thị qua email là một nỗ lực tiếp thị được sử dụng bởi một doanh nghiệp để quảng bá sản phẩm và dịch vụ và khuyến khích lòng trung thành của khách hàng. Nói cách khác, tiếp thị qua email là một loại tiếp thị có thể tạo ra nhận thức về sản phẩm, giảm giá và dịch vụ mới cho khách hàng trong danh sách email của bạn. Tiếp thị qua email này có thể được tích hợp với các nỗ lực tự động hóa tiếp thị của bạn và giúp bạn thông báo cho khách hàng về các sản phẩm hoặc chương trình giảm giá mới nhất của mình. Vâng, bây giờ chúng ta hãy xem những lợi thế của tiếp thị qua email là gì. Tiếp thị qua email có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ với khách hàng trên blog, mạng xã hội hoặc bất kỳ nền tảng nào khác mà bạn chọn. Bạn cũng có thể phân đoạn email của mình và nhắm mục tiêu người dùng dựa trên nhân khẩu học, vì vậy bạn chỉ có thể gửi những tin nhắn mà mọi người muốn xem nhất. Tiếp thị qua email cho phép bạn chạy thử nghiệm A, B trên một dòng chủ đề hoặc sử dụng phần mềm tiếp thị qua email có thể được định cấu hình để gửi email dễ dàng và xác định thông điệp hoạt động tốt nhất và thực hiện các hành động phù hợp. Tôi hy vọng bạn thích thông tin này. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích để trở thành chuyên gia tiếp thị qua email, hãy chia sẻ video này với bạn bè của bạn và những người khác càng nhiều càng tốt. Cảm ơn bạn.